Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay, Tâm Tâm cũng chia sẻ về tình hình hiện tại Cần Thơ và những tin tức liên quan. Bây giờ Tâm xin mời mọi người cùng theo dõi video. Và cả nhà khi xem video thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn vào chuông báo để nhận thông tin thông báo mới nhất khi Tâm Tâm có video mới nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bản tin đầu tiên, đó là tổ chức tiêm trả mũi 2 AstraZeneca trên địa bàn quận Bình Thủy. Bắt đầu vào sáng thứ Hai ngày 25 tháng 10 năm 2021, quận Bình Thủy sẽ tổ chức tiêm trả mũi 2 AstraZeneca. Mũi 1 đã tiêm từ 8 đến 12 tuần cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tại 3 điểm tiêm gồm: thứ nhất, điểm tiêm tại khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, phường Bùi Hữu Nghĩa, tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca cho người dân 3 phường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy và An Thới. Thứ hai, điểm tiêm tại chùa Long Quang, phường Long Hòa, sẽ tiêm mũi 2 AstraZeneca cho người dân 2 phường là Long Hòa và Long Tuyền. Thứ ba, điểm tiêm tại hội trường Ban Quản lý Khu Chế xuất Trà Nóc sẽ tiêm mũi 2 AstraZeneca cho người dân 3 phường Trà Nóc, Trà An, Thới An Đông và người lao động thuộc các doanh nghiệp. Người dân thuộc 8 phường đã đến hạn tiêm mũi 2 AstraZeneca khẩn trương liên hệ trưởng khu vực mình sinh sống để đăng ký. Riêng cán bộ, giáo viên trên địa bàn quận đến hạn tiêm mũi 2 AstraZeneca thì đăng ký với phòng giáo dục đào tạo quận. Chuyển qua một thông tin tiếp theo liên quan đến các tỉnh miền Tây của chúng ta. F0 tăng nhanh tại miền Tây. Ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng. Dịch bệnh tại hai doanh nghiệp thủy sản đang diễn biến phức tạp. Sáng ngày 24 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bạc Liêu cho biết trong thời gian 24 giờ qua, đơn vị ghi nhận 155 F0 qua xét nghiệm RT-PCR, trong đó 22 trường hợp tại cộng đồng thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và Hồng Dân. Trong 22 F0 trong cộng đồng mới phát hiện tại Bạc Liêu thì 15 người liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tấn Khởi và công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Châu Bá Thảo cùng thị xã Giá Rai. 7 trường hợp còn lại có một nhân viên y tế ở phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, 4 người ở xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân, 2 trường hợp tại xã Hưng Hội và Vĩnh Hưng A của huyện Vĩnh Lợi liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đối với 100 F0 phát hiện tại khu phong tỏa và cách ly tập trung ở Bạc Liêu, 97 người liên quan chuỗi lây nhiễm của công ty Tấn Khởi và công ty Châu Bá Thảo, 33 F0 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An đều được phát hiện trong khu cách ly tập trung. Theo Sở Y tế, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, những trường hợp về từ các tỉnh thành không có khả năng lây lan ngoài cộng đồng vì đã được cách ly trước đó. Các trường hợp còn lại khả năng lây lan cao ngoài cộng đồng do khi có kết quả xét nghiệm, các F0 đã tiếp xúc nhiều người. Tại Kiên Giang, tối 23 tháng 10, ngành y tế ghi nhận thêm 99 người nhiễm nCoV, nâng tổng số F0 tính ngày 21 tháng 6 lên là 7.724 trường hợp. Trong 99 F0 mới tại Kiên Giang, có 9 ca cộng đồng, hơn 9%, 45 người trong khu phong tỏa là 45,45%, 35 ca đang cách ly tập trung, tức là 35,35%, và 10 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, tức là chiếm 10%. Số ca mắc mới và F0 tại cộng đồng đều tăng hơn ngày trước. Số F0 chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nên đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly và triển khai xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang chia sẻ. Tiếp theo là tại An Giang. Trong 24 giờ qua, An Giang ghi nhận 297 người nhiễm nCoV, trong đó thì 109 F0 mới tại cộng đồng, huyện Chợ Mới 67 trường hợp, Châu Phú 28. Số F0 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh cũng rất nhiều là 39 người. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid tỉnh An Giang, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao do bệnh nhân tự đến các phòng khám, bệnh viện để sàng lọc.
dịch bệnh tại huyện Chợ Mới đang lan ra các thị trấn Chợ Mới và các xã Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân và Kiến An liên quan đến ổ dịch tại thị trấn Mỹ Luông. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản gửi các địa phương về việc yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ đến 5 giờ hôm sau. Hiện An Giang vẫn tiếp nhận trên 1.000 người hồi hương mỗi ngày, trong đó có hàng chục F0 được cách ly, điều trị. Đọc thông tin tiếp theo tại Sóc Trăng. Ngày 24 giờ qua, thì tỉnh này phát hiện là 87 F0 mới, gồm có 8 trong cộng đồng. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ cuối tháng 4 đến nay lên là 4.278 người, trong đó 2.042 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, khẳng định địa phương không phải là điểm nóng dịch COVID-19 dù F0 tăng nhanh trong nhiều ngày. Theo ông Dũng, các tỉnh Sóc Trăng đã kiểm soát được các ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. F0 được phát hiện nhiều hiện nay là những trường hợp trở về từ vùng dịch trong khu cách ly và phong tỏa. Theo ông Nguyễn Trọng Khánh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị vừa bàn giao cho ngành y tế một bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại trụ sở của tỉnh đoàn 250 giường. Đơn vị còn đầu tư bệnh viện dã chiến 150 giường tại thị xã Vĩnh Châu và trên 100 giường ở huyện Long Phú. Tại thành phố Sóc Trăng, khu cách ly tập trung và điều trị F0 không triệu chứng với quy mô 600 giường đang hoàn thiện trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt với kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Bệnh viện quân y tỉnh này cũng được chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19. Tại Tiền Giang, cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phong tỏa hàng loạt điểm nguy cơ ở xã Bình Đức sau khi ghi nhận ổ dịch tại hai doanh nghiệp với 89 F0. Xã này bị Sở Y tế Tiền Giang ra quyết định chuyển từ cấp độ 1 lên vùng cấp độ 4, tức là vùng đỏ. Lãnh đạo huyện ủy Châu Thành cho biết lúc đầu địa phương dự kiến phong tỏa toàn xã Bình Đức với hơn 2.000 hộ dân, tuy nhiên sau đó chỉ phong tỏa phạm vi hẹp, nhưng kiểm soát chặt các điểm nguy cơ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Gần một tuần qua, Tiền Giang liên tiếp có thêm các ca F0 cộng đồng. Trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 156 F0, trong đó có 32 ca trong cộng đồng. Châu Thành là huyện có nhiều F0 nhất với 69 ca, 25 ca cộng đồng, 44 ca trong khu cách ly. Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, dịch bệnh cơ bản vẫn được kiểm soát, nhưng còn xuất hiện một số ca mắc mới nhỏ lẻ. Các chuỗi ca bệnh cơ bản được khoanh vùng, truy vết, phong tỏa và xử lý. Tại Trà Vinh, tính đến sáng 24 tháng 10, tỉnh ghi nhận 109 F0 mới, trong đó 28 ca cộng đồng. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan nhanh qua các khu vực khác. Nhiều chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, theo bác sĩ Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh nói. Hiện tỉnh Trà Vinh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Địa phương đã tiêm 400.000 liều mũi 1, tức là 56% tỷ lệ dân số, và 57.000 liều được tiêm mũi 2. Cuối cùng, tại Đồng Tháp, cũng ghi nhận hàng loạt F0 trong cộng đồng tại huyện Tân Hồng, Tam Nông và Cao Lãnh. Chính quyền địa phương đã truy vết triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến các ca nhiễm mới. Tỉnh này đã tiêm 795.311 liều vaccine mũi 1 và 96.586 người đã tiêm đủ 2 mũi phòng COVID-19. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn trong buổi sáng hôm nay. Chúc cả nhà một tuần mới thật là tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!